không sợ con gián mà. Nè con gián nè, biết mẹ đâu sợ đâu đúng không? Ê trời đất ơi, có lúc sợ, có lúc không sợ. Chỉ sợ gián thiệt, không sợ gián giả. Xả xui cực mạnh, xả xui cực mạnh, xả xui cực mạnh. Mở cửa ngay, trời đất ơi. Tụi em chào thầy, chúc thầy có một buổi sáng vui vẻ. Rồi rồi, ổn định đi mấy đứa ơi. Rồi hello chào mấy đứa nha, là thầy đây. Ủa thầy ơi, mới sáng ngày sao mà thầy te tua tơi tả dữ vậy? Thầy có chuyện gì xảy ra thầy? Mới hồi sáng thầy đi ngang cái cây, tự nhiên cái quen ô ong nó rớt trúng đầu thầy luôn. Giờ thầy ra vậy nè. Thôi em không có tin thầy đâu, chắc chắn là thầy chọc cô giáo Hảo xong cô giáo Thảo quýnh thầy nè, chứ không đâu hết trơn á trời á. Em không tin thì kệ em chứ, tôi không cần giải thích với em đâu, em zombie kìa. Bực cái mình thiệt chứ. Hay dạ. Trời thầy ơi, em đã tin thầy rồi thầy ơi. Con nguyên con ông nó dính vô cái mông của thầy luôn. Ảo tức á. Rồi trước khi đến với buổi học mới ngày hôm nay thì bây giờ thầy sẽ kiểm tra bài cũ của mấy đứa nha. Trời đất ơi, mấy cái đứa này đi học gì nghe trả bài là chạy hết trơn hết trọi rồi ta. Có sáng kiến, bây giờ chúng ta đi du lịch thôi mấy đứa ơi, chúng ta đi du lịch thôi. Được rồi, đi du lịch nha mấy đứa. Nhưng trước khi đi du lịch thì chúng ta phải đóng cửa lại. Đó, khóa cửa luôn. Rồi, rồi, du lịch luôn. Đứa nào ngon chạy đi, ngon chạy đi. Two hours later. Mấy giờ rồi ta? À, tới giờ tan học của mấy đứa ơi. Yeah, rồi hồi nãy thầy có lỡ dụ mấy đứa là cho mấy đứa đi du lịch á, để mấy đứa quay trở về trong lớp, thì bây giờ thầy sẽ cho mấy đứa đi du lịch thiệt, nhưng mà đi du lịch theo kiểu thiếu kinh phí nha. Chúng ta sẽ lấy con tàu yêu dấu của chúng ta chạy vòng vòng biển để ngắm biển chơi thôi rồi chúng ta quay về. Yeah, một cảm giác rất là vô mệt. Ấy lâu lâu ra ngoài biển chơi cảm giác thật là tuyệt vời và mát mẻ luôn á, trời ơi đảo quá. Hả? Cười lên, cười tự nhiên vui vẻ lên coi trời. Chụp cái tấm hình hồi nãy giờ 15 phút rồi đó, chưa xong lẹ lên đi, mỏi miệng quá à. Chụp đi ma chân đen ơi, còn ngần ngại gì mà không chụp nữa. Chụp đi, chụp đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đó, ok, good job. Trời, nhanh gọn lẹ vậy ok hơn không? Rồi, cho tôi coi hình coi. Chết rồi, nãy tôi chụp mà tôi quên luôn rồi. Cái gì? À, thì ra mày chọn cái chết. Wow, lần này làm gì mà mấy đứa đem nguyên cái gương sửa vô mod siêu to khủng lồ dữ thần vậy? Mấy đứa sợ thầy bỏ đói mấy đứa hay sao mà đem nhiều dữ vậy? Mình đi chơi chút xíu là mình quay trở lại thôi à. Dạ đâu có gì đâu thầy, đem nhiều uống nhiều thì chúng ta có nhiều năng lượng tích cực để chơi cho nó vui hơn á thầy. Bao nhiêu đây còn ít với tụi em nữa đó. Mấy đứa giỏi lắm, cho mấy đứa một like. Còn Bitman, em đem cái gì vậy Bitman? Dạ em đem cái vợt vớt cá để em ra ngoài biển em vớt tôm hùm Alaska thầy. Tôi năm nay 70 tuổi, ở lộn 2000 tuổi rồi mà tôi chưa gặp trường hợp nào giống như em chứ. Bây giờ chúng ta lên đường thôi tất cả các em ơi. Dạ. Mấy đứa có câu chuyện nào huyền bí về biển không, kể cho thầy nghe với coi. Dạ có thầy, hồi đó em coi phim Tây Du Ký quá 180 phút á, em thấy ở dưới biển có nguyên một cái thủy cung đẹp lắm á thầy. Tàu của mình thì chỉ chạy được trên mặt nước thôi, đâu có chạy xuống đáy biển được đâu. Tưởng chuyện gì, chuyện đó dễ hẹn em có cách nè thầy. Trời đất ơi quá dễ luôn. Trời thầy ơi, Ripper người đi, Ripper khủng bố. Thôi Ripper ơi, em bỏ cái ý định đó đi, thầy không muốn trở thành tàu Titanic đâu. Ma chân trắng, ê ê ê, ma chân trắng, ma chân trắng. Cái gì vậy, cái gì mà gõ đầu tôi hoài vậy, ẩu rồi đó ba. Ngồi ở đây hoài chán lắm, bây giờ mình xin thầy mình lại sao mình bắt cá đi. Bắt tôm hùm Alaska, tối về mình ăn. Bắt cá, bắt tôm hùm hả? Ừ, được rồi, thầy ơi. Cái gì vậy, hai đứa định đi đâu vậy? Dạ đi đăng sức khỏi trái đất, ủa lộn, dạ hai đứa em xin thầy ra ngoài để đi bắt cá, biết sao á thầy. Được rồi. Dạ em biết rồi. Đi thôi, đi thôi, ma chân trắng ơi, lại 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 ma chân trắng.
ơi, gõ cái đèn lên 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 Later. Cuối cùng chúng ta đã bắt được hai số cá siêu to khủng lồ rồi mà chân trắng ơi. Chút nữa mình sẽ nói với thầy đây là những con cá hoàng đế để dụ thầy đổi mấy con cua hoàng đế của thầy cho mình. Được. Hào anh. Mấy đứa không lại trước chơi sao vô mốt đang ở phía trước kìa. Anh cô đơn dưa tinh khủng này và ta cô đơn ra hai chiều năm. Ơi. Ơi thầy ơi. Từ từ thầy ơi. Khoan thầy ơi. Khoan dừng khoảng chừa 5 giây đi thầy ơi. Thầy ơi. Có chuyện gì vậy vô mốt? Em phát hiện quái vật hồ lốc nét thì gì nữa vậy? Dạ không có thầy ơi, chỉ là một con cá nhỏ nó mắc vô lưới thôi. Bây giờ mình giải cứu nó đi thầy. Đâu trời ơi, nhiều chuyện quá trời quá đất. Rồi ngồi yên nha mấy đứa ơi, thầy quay tao. Trời ơi, con cá dưới vô lưới nè. Trời ơi, cá này bự dưới hai cái gì vậy? Đâu trời ơi, giải cứu mấy cá. Được rồi. Trời ơi. Đây mọi người, đây là con cá mình đã giải cứu được trong ngày hôm nay nha. Mọi người quay vlog lại cho mình đi. Mười điểm Ê, Bitman ơi, như là có cái gì đó sau lưng kìa. Cái gì, có gì đâu sợ. Cá mập, ơi, cá mập. Ủa? Đúng vậy, em lái tàu siêu đỉnh nên thầy sẽ cho em một cái bằng lái máy bay, em có chịu không? Xin chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là nàng tiên cá, là con của vua Thủy Tề, là con cá mắc lưới lúc nãy được các bạn cứu mình lên. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, cảm ơn bạn áo cam cũng như là bạn áo hồng đã giúp mình. Ơi này tiếng cá này tiếng cá này tiếng cá này. Hello, xin chào bạn nha, mình là Mai Xương Trắng. Còn mình tên là Yomot. Còn mình tên là Nếp Đẹp Trai. Còn mình là Zombie. Còn mình không mê gái nên mình không có giới thiệu đâu. Còn mình tên là Bitman nha. Mình tên là Slam. Còn mình tên là Mai Xương Đen. Còn bạn, ủa bạn tên gì vậy? Mình tên là Ripper. Chào Ripper nha, rất vui được gặp bạn. Chắc là sớm giờ rồi, chắc bạn đói lắm rồi đúng không? Bạn cứ uống hộp sữa này trước đi. Mình cảm ơn bạn vô mốt rất là nhiều. Cảm ơn bạn nha. Không có gì đâu. Đi Ripper. Cùng uống với nhau thôi, đừng có ngại bạn ơi. Vô nào.